Em Tú Euro Sài Gòn em kính chào nè. Em Tú Euro Sài Gòn em kính chào nè. Em giới thiệu anh em một chiếc âm ly của hãng Marang. Thì chiếc này lâu lắm rồi mới về được một chiếc nữa ha. Đây là Marang BM15X2. Thì đối với cái model BM15 này thì nó có hai dòng, một dòng X1 và dòng X2. Thì dòng X1 nó sẽ rẻ hơn dòng X2 từ 4 triệu đến 4 triệu rưỡi tùy nơi bán và tùy lúc ha. Thì đây là con 15X2 thì hiện tại đang giá là 23 triệu anh em ha. Thì chiếc này thì về chuyên nhật hiện trạng thì rất là can, về đầy đủ kiện zin và dây nguồn ha, kiện zin và dây nguồn. Thì dây nguồn zin của nó là dây hai chân như thế này. Đây. À, Marang nó xài dây như vậy. Rồi thì về phần thiết kế của Marang 15X2 thì thiết kế mặt phay nhôm vàng, nó gọi là vàng có ánh hồng ở trên, không có vàng như những cái dòng đề nông hoặc Acufay ha, nó vàng một cách khác của hãng Marang. Về phần hiện trạng mặt trước nè, cực đẹp, không có trầy trụi gì hết ha. Nó có hai cái vết như thế này nè, cái dấu đây là nè, này anh quay sát thiệt sát cho anh em xem lấy nét lại nè. À, thì nó là cái khi xưa là nó có hai cái tem dán hai bên đây. Khi mà lúc mà mới sản xuất vào năm 2010 á thì nó có hai cái tem dán của hãng ở đây, thì khi mà lâu năm thì nó bị bong ra thì nó sẽ còn là cái dấu keo như thế này chứ không phải là trầy ha. Thì cuối cùng thì dùng cho anh em nhìn nè, chẳng thực diện thì cũng thấy rất là mờ, bên ngoài thì thấy rất là mờ, thì em quay với cái ánh đèn neon và em quay sát để cho anh em thấy nó rõ ha. Đây, nó hơi bị lấy nét rồi. Đây. À. Rồi hiện trạng ở mặt trước nè. Thiết kế của Marang rất là đẹp. Đồng kiền vàng, hiển thị cái đồng hồ ha, và nút nguồn bát này chép nè. Thì đối với chiếc 15X2 này, chúng ta chỉnh được bát chép và ba lăng ha, ba lăng là chúng ta chỉnh trên remote, còn bát chép chúng ta chỉnh trực tiếp lên máy ha. Và đây là volume, và phía bên đây nó sẽ có một dấu như thế này nữa nè, nó không có ảnh hưởng gì tới ha, nó không phải là trầy hay là dấu ZR thì không cảm nhận được cái gì hết. Rồi hiện trạng như vậy, phần hai bên hông nè, mặt phay nhôm xước. Phần trên này cũng vậy luôn ha, thành vách phía trên này. Đấy. Riêng bên đây nó sẽ có một cái xíu nữa. Đây, thành vách phía trên, phần bên hông đây. Anh em thấy không? Đó, anh em sẽ thấy cái phần cuối nó sẽ lộ ra một cái dấu lông mèo dài. Đấy. Ha, đây. Nó là cái phay nhôm xước, nó bị vết lông mèo, nó dọc theo cái phần phay như này. Đấy. Thì chúng ta nhìn ngược hoặc là nhìn ngang thì sẽ thấy ha, như nhìn ngang như vậy là sẽ thấy nè. Đó, còn giống như nhìn đúng theo cái chiều của nó thì không thấy ha, rất là mướt luôn. Rồi nó có thêm một xíu nữa đây, ngay góc nè ha, chiếc siêu không đáng kể ha, nó nằm mà phần mặt trên, còn phần trước thì người ta không thấy đâu. Rồi về tổng thể là như vậy. Phần nắp trên nè, nắp trên này cực đẹp, không có vết trầy luôn, nước sơn riêng hết ha. À, nhìn cái chất sơn này rất là đẹp. Phần vách nè, đây. À. Rồi à. Tổng thể ít đơn là như vậy. Rồi phần phía sau này, đây là các chân rắc đường vào này, trăm mát vàng ống. Anh em nhìn ốc ác là biết rồi, mới ken à, những đời này thế hệ mới mà. Thì đối với Marang này nó sản xuất vào năm 2010 năm ha, 2010. Đây, trạm lo UPT của Đức. Kháng trở thì từ 4 đến 8 ohm ha, 4 đến 8 ohm ha. Thông số 15X2 bên xe băng điện 100V và công suất nguồn là 220W. Và số Yuri nè 00583 ha, 00583. Thì đối với trên cây khiển chúng ta chỉnh được rất là nhiều, và khiển này có thể khiển được cho CD ha, khiển cho CD. Ví dụ anh em mà có một cái CD của Marang này, cái form những cái dòng đời SA, cái form ví dụ như 11, 15 hay là 16 gì chúng ta đều điều khiển được hết ha. Rồi thì về phần hình thức tổng thể là như vậy. Rồi về phần công suất đo lo thì nó đã là công suất tiêu thụ điện của nó là 220W rồi, và công suất thực tế để đánh đo lo cho 8 ohm ở 8 ohm là 90W trên mỗi một kênh 8 ohm và 140W cho 4 ohm. Đấy, thì những cái dòng loa 4 ohm thì 140W là đủ anh em đánh rồi. Hoặc là 8 ohm thì 90W là công suất cũng
không phải nhỏ này, đối với những cái dòng Marantz không thể nhỏ đâu. Ví dụ anh em thấy những cái dòng đề nông từ 2000 RE, XE, AE đồ thì nó rơi khoảng tầm 80W thôi. Đấy. Đề nông 2000 em xin lỗi 1500 RE là 25 mã thì nó cũng tầm 70W thôi, nhưng mà nó còn công suất tiêu thụ điện là 250W. Công suất thực tế ra lo 780W là rất là lớn, là đủ đánh những cái cặp lo 150W, 250W là những cái cặp đó để là công suất maximum của chịu đựng thôi ha. Đấy. Và đặc biệt những chiếc Marantz này, anh em chơi những cái dòng Boxer Châu nè, những dòng lo cột, và đặc biệt là những cái dòng BMW từ series 6, series 7 và những cái dòng Boxer. Series 6 thì anh em trừ cho em hai cái model. Đó là 604 X2 và 604 X3, là những cái dòng đó, hai cái dòng đó nó rất là nặng đánh, đòi hỏi những chiếc ly khác ha. Còn anh em mà không nghe nhạc vàng trên hai cái model 604 em nói thì anh em chơi những thể loại nhạc khác thì rất là ok luôn. Chất của Marantz này cực kỳ chi tiết và rất là mượt. Và đối với hai cặp đó thì nó thể hiện bass không tốt hơn. À. Và là những cái dòng Vassel của JB nè, Tay Nôi nè, những cái dòng của châu ấy kiểu như Orchid Lab hoặc là những cái dòng Elux cũng được ha. Nói chung là nó rất là tương thích nhiều về dòng lo châu, nó chơi tiếng rất là hay. Đấy, rồi thì về phần nội thất nè anh em. Ta mở hai ống này ra, đây có hai ống nè, ta kéo cái nắp về. Kéo về sau ha, đây có hai cái ngàm nó giữ lại nè. Để em kéo ra. Dạ đây, đây là cái phần nắp khi em đã mở ra ha. Đây là cái phần nội thất của chiếc Amply Marantz 15X2. Nội thất khủng khiếp luôn. Nhìn nó mỏng mỏng vậy thôi chứ nó nặng là 18,5 kg anh em ha. Đây mở cái đèn anh em xem. Đây, tản nhiệt rất là to, những cái sóng tản nhiệt rất là to. Hai vế riêng biệt nè, toàn phôi nguồn xuyến. Đây anh em xem. Ở trong là cực kỳ sạch sẽ và rất là mới luôn. Thì nó mới tuổi đời nó mới tới bây giờ là mới có 13 năm thôi. Nó giữ được cái độ đẹp gần như hoàn hảo à. Chỉ có những cái vết cọ sát bên ngoài thôi chứ còn phần ruột gan thì nó rất là keng. Đây, thì phần nội thất nó nằm sâu trong đây nè. Đây. Những linh kiện cao cấp nè. Đấy, nó trải dài từ đầu đi xuống tới cuối luôn. Nó có hai dĩ như này ha, và dĩ trên cũng vậy như này. Đấy. Thì đa phần phần bên đây thiết kế dĩ đứng không à. Nên em nhìn thấy ít linh kiện chứ mà những dĩ đứng bên đây nó rất là sâu xuống và linh kiện đặc rặt luôn. Thì mỗi vế này nó đánh hai sò một phát nè, hai vế bốn con đánh bốn con thôi. Xin ốc nè anh em ha. Mới kèn. Ốc bát nè. Đây, những cái chân tụ mở vàng hết trơn nè, phần ống. Này bao mạch của phần nguồn nhạc vào ha, của phần công suất nguồn ha. Sâu mới keng luôn. Rồi tổng thể từ trên xuống anh em xem. Đấy, rất là đẹp ha. Đấy. Thì tổng thể khi mà anh em nhìn thực tế ngoài, nhìn cái độ mới nó rất là đã luôn. Còn nhìn qua màn hình không biết em thấy được cái độ đẹp nó không thôi, chứ còn nó dạng như này nó cũng rất là kín luôn, nó hơi khó quay một xíu. Đây. Sau cái đâu này thấy những cái độ đẹp của nó là gần như tuyệt đối luôn à. Ha, chỉ có bên ngoài thôi. Rồi, bây giờ em sẽ gắn dây và em test ha. Rồi, giá là 23 triệu anh em ha. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào ha. Ta mở nguồn lên. Đấy, thì khi mở nguồn lên nó sẽ có cái đèn đèn rọi hai bên nè. Đấy. Rất là đẹp. Và một cái đèn màn hình hiển thị thông số ha. Đây thì em đã bật nhạc sẵn. Dặn về min ha. Thì đối với cái volume này, volume thì nó volume tới 100 số chúng ta dặn volume nó giá trừ dần ha. Đó. Chúng ta càng trừ càng số nhỏ thì nó càng lớn. Thì phần phía trước nè là phần bass nè và phần chép ha. Rồi, thì em đã ghép chung với cái cặp BMW 685 màu đỏ, gọi là màu đỏ bấm ruốc ha. Đây. Thì cặp loa giá là 9,5 triệu anh em ha, và em ly là 23 triệu. Dạ rồi, em mời anh em
nghe một đoạn nhạc qua cặp bên đập. Bên ngoài hơi ồn xíu nè, em thông cảm ha. Đây, bấm remote volume lên nè. Ha. Và nút và tắt cầu lo. Đấy. Rồi, để em mở ra lại một cái đoạn từ đầu ha. Trên remote này ta có nút delay làm ta tắt màn hình nè, hoặc là chúng ta có thể nhấn ở trên trên âm ly luôn vẫn được ha. Và ba lăng thì anh em chỉnh ở đây, đây thì anh em có thể dặn về mỗi bên nó có 10 số thì anh em về 00 thì nó sẽ cân bằng hai bên ha. Và nút tâm thì chúng ta có thể hiện trên remote luôn, và volume lớn nhỏ thì phía trên remote đây này. Xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới, tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao. Đây, ta tắt cầu lo ha. Rồi thì tiếng quá tuyệt vời rồi, clip cũng hơi dài, đây cũng xin kết thúc clip ha. Và giá chiếc em đi là 23 triệu, bao ship tổng quát và cặp lo bim đúp 685, rất là đẹp, giá là 9,5 triệu anh em ha. Mỗi dòng thì đối với cặp BMW này anh em có thể nghe trong không gian tầm 25-30 mét vuông, còn anh em có thể nghe không gian nhỏ hơn thì thể hiện tốt hơn ha. Rồi em xin kính chào anh em.